Xin kính chào bà con và các bạn đã quay trở lại kênh đặc sản miền Tây. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến bà con các cái kỹ thuật ấp trứng ấp bô. Thì đây là một thùng ấp trứng ấp bô của anh em chúng tôi. Thì sau khi bà con lấy trứng vào thì từ con ốc bố mẹ nó đẻ thì khoảng tầm 1 đến 2 tiếng sau thì bà con có thể lấy trứng vào. Cái trứng khô thì con có thể lấy vào và chúng ta sẽ để vào thùng xốp. Như bà con thấy thì trong cái miếng xốp chúng ta sẽ để nước vào thùng xốp như thế này để cho nó khoảng khoảng nửa gang. Chúng ta sẽ để miếng xốp vào và xếp trứng lên như con thấy. Thì hàng ngày thì chúng ta sẽ sử dụng cái bình xịt này đây, bình xịt. Chúng ta sẽ xịt giữ ẩm. Chúng ta sẽ xịt giữ ẩm cho trứng. Thì một ngày chúng ta có thể xịt nó từ 2 đến 3 lần. Sau khi xịt xong thì chúng ta sẽ sử dụng một cái miếng vải. Vải như thế này, chúng ta sẽ đậy lại. Và tiếp tục xịt nước lên để giữ ẩm. Thì trứng khô quá thì nó sẽ bị giọt trứng và nó cũng không được ẩm quá. Nếu ẩm quá thì ở dưới nước thì trứng nó sẽ bị thối đi. Thì trứng chúng ta ấp thì sau khi đẻ tầm 15 ngày thì trứng sẽ bắt đầu nở. Thì tầm trong khoảng 10 ngày thì trứng sẽ bắt đầu đen lại và mềm. Thì như bà con thấy đầu trứng này nó bắt đầu đen nè. Đây mới đen, đen đen và nó sẽ mềm đi. Nó rất là mềm. Mềm mà đụng vô nó mềm mềm nó có độ đàn hồi luôn. Thì như thế này thì chúng ta sẽ để, chúng ta có thể để trong đây luôn. Để trong đây thì nó nở nó sẽ bò xuống. Và chúng ta sẽ tạo một cái bể ôm trứng á. Chúng ta sẽ để nó sẽ tự bò trong vòng 5 ngày thì nó sẽ bò xuống hết. Thì trứng này là có một số như bà con để ý là trứng này nó màu trắng, nó trắng tinh luôn như đây, nó trắng như này đây. Thì cái khúc này là nó đẻ, con ốc nó sẽ đẻ sau cùng, đẻ tới gần hết thì sẽ ra tới khúc này. Thì những cái trứng này nó sẽ thường là nó không nở, có thể là nó không 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 có trống, nó chưa có thụ tinh được tới những cái trứng đó. Cái trứng đó là trứng nằm trong cùng mà, con ốc nó sẽ đẻ cuối cùng là nó sẽ ra được cái trứng màu trắng như thế này. Thì màu hồng thì chắc ăn là nó sẽ thụ tinh và nở. Màu trắng là thường là nó sẽ không không không, không có trống, gần như không trống. Thì đây có một số con nó nở đây, nó bò xuống này, nó nở nó bò xuống này. Rất là nhỏ, mới mới khi nở thì nó nhỏ hơn hạt đậu xanh, thì tầm khoảng 2 tuần, 1 tuần 2 tuần sau thì nó sẽ lớn gần bằng đầu đũa, còn hồng hạt bắp. Thì kỹ thuật ấp trứng thì cũng đơn giản vậy thôi, không có gì phức tạp. Thì chúng ta chuẩn bị một cái thùng xốp như thế này và bình xịt. Đây bình xịt gần xịt lên là giữ ẩm thì cứ để tới ngày nó nở thôi. Thì thường thì chúng ta sẽ làm như thế này để tỷ lệ nở nó cao hơn. Thì bà con có thể để ốc thì nó đẻ tự nhiên thì nó vẫn nở nhưng mà tỷ lệ nó thấp. Thì hiện tại thì bên trại của chúng tôi có cung cấp ốc con và ốc trưởng thành cũng như ốc bố mẹ để bà con có thể nuôi về làm giống cho nó đẻ và tự tạo giống cho mình nuôi.
thì bà con lấy giống bên chúng tôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con ấp trứng đầy đủ. Thì nguồn giống thì chúng tôi sẽ niêm yết giá và gửi cho bà con tham khảo. Thì anh em chúng tôi sẽ hỗ trợ bà con 100% về các kỹ thuật ấp trứng cho tới khi bà con có thể tự đảo con giống và tự nuôi. Thì nuôi con ốc này thì nó cũng mình phải tạo con giống xây vòng hoài thôi, bà con cần mua giống một lần thì tạo những giống xây vòng để mình nuôi, không có gì phức tạp. Rồi cảm ơn bà con đã theo dõi video, thì nếu bà con cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật được các video sớm nhất mà chúng tôi lên sóng. Cảm ơn bà con, hẹn bà con ở các video sau.